Vâng, đây là cái không gian của vườn anh đào các bạn ạ, ở khu vực chân ga cáp treo Phan Chi Păng. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mọi người, mời mọi người trở lại với những cái video của tôi. Hôm nay giới thiệu các bạn cái không gian vườn anh đào chỗ này ở khu vực chân ga cáp treo Phan Chi Păng. Vâng, ở đây là một nơi rất là đẹp với những cái vườn cây anh đào. Vườn anh đào và những cái vườn cải tô thêm cái sắc đẹp của cái khu vực này. Rực rỡ nhất vẫn là sắc hoa cải ở chỗ vườn anh đào này, rất là đẹp luôn. Với không gian cực đẹp lung linh rạng ngời, sắc hoa cải vàng rực rỡ trong làn gió nhẹ trên đỉnh Phan Xipang, à trên chân ga cáp treo Phan Xipang, bên những cây anh đào. Một không gian rất là đẹp, mình vườn cải nở hoa vàng rực rỡ luôn, cực kỳ đẹp, trang hoàng lộng lẫy cho khu vực phía ngoài, phía trên ngoài của chân ga cáp treo Phan Xi Păng. Mời các bạn hãy đi cùng tôi. Trải nghiệm cái không gian rất là đẹp, vườn cải bên cái vườn cây anh đào, vườn anh đào này sắc vàng rực rỡ luôn, quá đẹp. Cùng ngắm cái không gian rất là đẹp ở đây đây nhé, hoa và không gian của màu hoa sắc vàng hoa cải. Đi dạo bước ngắm toàn cảnh cái khu không gian chỗ có hoa cả vườn hoa cải ở cái vườn anh đào này, sắc hoa cải vườn anh đào này quá đẹp luôn. Từng bước đi, từng nơi từng chỗ đều rực rỡ sắc hoa cải, quá đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn hãy thư giãn và qua video này ngắm sắc hoa cải ở vườn anh đào nhé, trải nghiệm cái không gian rất đẹp mà hiếm khi chúng ta được tận hưởng. Rực rỡ sắc màu vàng của hoa cải. Dưới là cái không gian của khu vực chân ga cáp treo. Không gian rừng núi xung quanh rất là hùng vĩ và đẹp. Trang hoàng để tiếp đón những du khách thập phương đến đây vãn cảnh ngắm cảnh. Chỗ khu vực vườn anh đào là rất là rộng và sắc hoa cải rất là nhiều, cực kỳ đẹp. Chào đón tất cả mọi du khách đến đây ghé thăm, chụp ảnh cũng như sống ảo khu vực này. Một địa điểm sống ảo rất là tuyệt vời cho tất cả mọi người. Từ đây nhìn xuống chỗ chân ga cáp treo rất là đẹp.
đẹp như một bức tranh được các họa sĩ vẽ lên. Qua rực rỡ sắc vàng hoa cải trong vườn anh đào. Một không gian thoáng đạt và ngắm những sắc hoa đẹp lung linh rạng ngời trong tiết trời xuân, nô nức các lễ hội. Các bạn đến đây sẽ trải nghiệm được những cái sắc hoa đẹp rực rỡ, muôn loài hoa rực rỡ khi đến chân ga cáp treo và được tận hưởng cái không gian lễ hội của mùa xuân rất là tuyệt vời trên nẻo cao Tây Bắc tại thị xã Sapa cũng như tại chân ga cáp treo này. Đấy, mọi góc mọi nơi cho chỗ vườn anh đào là sắc hoa cải đẹp nở vàng rực rỡ luôn các bạn ạ, cực kỳ đẹp. Bầu trời hôm nay rất là trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh, không gian thư giãn quá tuyệt vời và nơi một nơi sống ảo quá chất lượng. Các bạn hãy thư giãn để ngắm sắc hoa chỗ khu vực vườn anh đào nhé. Tôi sẽ đi hết khu vực này để quay cho các bạn xem, các bạn ngắm và thư giãn. Đâu đâu cũng là sắc hoa cải cực kỳ đẹp. Quá chất lượng. Quá rực rỡ luôn mọi người ạ. Quá đẹp. Không gian. Cảm giác như kiểu là lạc vào một xứ sở thần tiên này các bạn ạ. Sắc hoa cải rực rỡ vàng, rực rỡ đẹp. Làm cho cái cảnh sắc nơi đây thêm đẹp hơn nữa. Không gian quá đẹp. Một nơi du lịch lý tưởng cho tất cả du khách trong và ngoài nước. Hôm nay một ngày rất là đông khách trong và ngoài nước ghé thăm khu du lịch chân ga cáp treo. Những sải bước chân đi trên con đường hoa cải trong vườn anh đào. Vâng, anh chị vào thăm chụp ảnh check in ở phía sau rất đẹp anh chị nhá. Đây, tôi ra phía ngoài. Ngoài đâu lại quay. Vâng, kết thúc một hành trình ngắm hoa vườn anh đào.